Hôm nay mừng sinh nhật mẹ. Sinh nhật mẹ là mùng 7 tháng Giêng. Năm nay mẹ 93 tuổi. Chúng con từ khách sạn qua đây mừng thọ cho mẹ. Ngày nào con mẹ và chúng con cảm thấy mùa xuân bao giờ cũng đến với tụi con. Hôm nay theo lời yêu cầu của các em, con xin đọc lại cái bài Đừng Chậm Trễ. Đừng chậm trễ, hãy tỏ lòng hiếu kính. Đừng trần chờ khi mẹ mỏi mòn công. Nhớ ngày xưa mẹ dìu dắt ẵm bồng, vì con trẻ mẹ nhọc nhằn năm tháng. Tình mẫu tử như biển đông lai láng, lo cho con chẳng quản đúng thân mình. Ngày tháng hao mòn tận tụy hy sinh, dòng sữa mẹ cho lòng con ấm áp. Đừng chậm trễ mau ơn đền nghĩa đáp, khi mẹ hiền còn đang ở dương trần. Hãy nói lên lời tha thiết tri ân. Đừng chậm trễ vì mẹ đang trong ngóng. Nếu trễ lỡ một mai mẹ khuất bóng, ôi bầu trời cũng lạnh lẽo ủ ê. Rồi còn đâu bóng mẹ lúc chiều về, mắt vời vợi trong con từ xa vắng. Đời ngắn ngủi thời gian như cơn bắn, một thoáng qua ai biết được ngày mai. Khi hình dung đôi mắt mẹ u hoài, con nguyện nhớ không bao giờ chậm trễ. Tình mẫu tử khởi nguyên từ Thượng Đế, như suối nguồn tuôn chảy chẳng hề vết. Mẹ thương con lo lắng suốt cuộc đời, hình bóng mẹ trong lòng con muôn thở. Đó là tiếng Mỹ là vitamin đó. Rồi, mọi người đứng nha. Quan trung dài được cái chuyện nữa thôi.
và cô hai người khách đặc biệt nữa cũng là bạn của chúng tôi, cũng ca sĩ Nguyễn Duy và cô Hàng Châu Kinh. Nhà sống lâu trong chùa, cảm ơn hai chị đã đến đây từ tâm mưa mà đến đây. Đây là bài năm của mẹ bạn. Bây giờ tiếp tục con cháu trong gia đình. Con thì chúc gì hơn